bá phụ, Đông Phương huynh. Chú Thiên, mình muốn giết chết tên Công Công, sao không báo cho chúng tôi biết trước? Chẳng lẽ vì chuyện của hình nhi mà không xem tôi là huynh đệ hay sao? Tôi hay lắm, các người đã thông đồng với nhau rồi giết ta ngay tại đây sao? Hừ, tên lão tặc kia, ngươi bắt ta chịu khổ trong địa lao của ngươi suốt 10 năm trời. Hôm nay chúng ta có cần phải tính luôn món nợ cũ đó hay không? Đông Phương Thanh Mộc, không ngờ ngày xưa ta không lấy mạng của ngươi, hôm nay chịu cảnh nuôi ông tay áo, cho ngươi cơ hội tìm ta trả thù. Lão phu đã tính sai một bước rồi. Đừng có lôi thôi, tên gian tặc như ngươi tội ác tày trời, hôm nay mới lấy mạng ngươi là dễ dãi cho ngươi rồi. Cha, hôm nay chúng ta không thể thả cọp về rừng được. Chủ Thiên, chúng ta lên. Hey. Đông Phương huynh, huynh còn sao chứ? Không sao. Huynh bị thương à? Huynh đang bị nội thương, là do tôi liên lụy huynh. Không cần nói nữa. Chú Thiên à, tôi hiểu mà, lỗi cho tôi nhất thời manh động, cho nên huynh mới bỏ đi như vậy, đi tìm Thiên Công Công để trả thù. Suy cho cùng cũng là tôi có lỗi với huynh. Chú Thiên, hay là vậy, huynh theo tôi về Đoạn Kiếm Sơn Trang. Dù muốn dù không, Tứ Phương Môn tôi có ân oán sâu từ biển cả với Thiên Công Công, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn huynh gánh vác một mình như vậy đâu. Giả lại, hôn lễ của tôi và Hình Nhi không nhận được lời chúc phúc của huynh, tôi sẽ ân hận suốt đời đó. Đáng chết, nội công của tên Nguyên Khiếu Thiên đó quả nhiên lợi hại như vậy, tại ta khinh địch quá. Nỗi nhục của hôm nay lão phu nhất định phải đòi lại gấp bội. Diệp Phi Nương Nương, sao bà lại ở đây? Thiên Công Công, tôi chờ ngài cũng lâu lắm rồi. Ngài bị làm sao vậy? Kẻ nào bạo gan dám đả thương ngài chứ? Ngài trịch quan đạo phía trước kia bị tên Nguyên Hiếu Thiên và tay sai của Tứ Phương Môn dây đánh, tôi đã bị họ đánh lén. Tôi thì ra là vậy, nhưng mà Công Công đây thần công cái thế, với khả năng của mấy tên tay sai đó làm sao đã thương ngài được. Chẳng lẽ ngài đang đùa với tôi sao? Ai ở không đã đùa với bà chứ. Tôi bị trúng một chữ của Nguyên Hiếu Thiên, khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng dây được. Công Công à, ngài đừng có nổi giận, hay là để tôi khám thử giùm cho ngài. Không cần đâu, chưa chắc được. Cũng may tôi gặp bà ở đây, bà mau chóng giúp tôi triệu tập thuộc hạ lập tức quay về với chàng bọn họ để trả thù cho tôi. Nếu tôi không băm họ ra làm nhân thịt, tôi không thể hạ cơn giận được. Công Công, tôi nghĩ là bây giờ không nên vội trả thù làm gì. Ngài là tấm thân ngàn vàng, chuyện quan trọng trước mắt chính là an nguy của bản thân ngài đó. Chẳng phải tôi nói là tôi không sao mà, sao bà lại thốt quá vậy? Bọn U Minh Tức Quỷ gì đó, các người đi mau lên để thủ tiêu bọn người của Nguyên Khiếu Thiên cho tôi. Rõ. Nương Nương, Nương Nương, U Minh Tức Quỷ, Thiên Công Công ra lệnh kêu các người lập tức đuổi giết Nguyên Khiếu Thiên. Chắc các người biết nên làm thế nào rồi chứ? Rõ. Dạ. Ý của Nương Nương, người đó tội ác tày trời, chúng tôi tuyệt đối không thể cho hắn sống thêm giờ phút nào. Đúng vậy, tên đó đúng là đáng chết, cứ giết không tha. Bà, Thiên Công Công, chẳng phải tôi nhắc nhở ngài rồi sao? Chuyện mà bây giờ ngài cần phải quan tâm là an nguy của bản thân ngài. Sao ngài thông minh cả đời mà nhất thời hồ đồ quá vậy? Người phản bội ta. Nói phản bội thì khó nghe quá, ắt hẳn trong lòng của ngài cũng biết rõ, giữa ta và ngài chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Ta cho ngài biết, bây giờ ta đã trả được mối thù, con trai ta Thủy Hàn đã nắm trọn đại quyền Võ Lâm Minh Chủ. Nếu bây giờ ta để lại mối tai họa như ngài, cả đời này ngài cũng không cho ta yên thân đâu. Do đó ngài nhất định phải chết. Ngươi ác độc lắm, ngươi lợi dụng ta xong thì giết người bên đầu mối. Ngươi quá khen quá khen. Nếu ta không giết ngài trước, sớm muộn cũng sẽ có ngày ta chết trong tay của ngài thì sao?
Thiền Câu Công, biết bao nhiêu năm qua diễm phúc của ngài đã quá đủ rồi, cho dù ngài có chết chắc cũng yên lòng rồi đó. Ngài đừng có quán trách ta. Mau đuổi theo. Rõ. Không nhìn thấy xác chết của tên lão tặc đó, ta không yên lòng. Rõ. Có người bị thương. Chúng ta qua xem đi. Hả? Là hắn? Là Thiền Công Công. Đang đang, thì ra là nàng hả? Mau mau cứu ta đi. Lão tặc thúi, không ngờ ngươi cũng có hôm nay. Ngươi hại chúng tôi thê thảm như vậy, còn mong chúng tôi cứu ngươi hay sao? Tôi phải lấy mạng của hắn. A Vi à, Quỳnh làm gì vậy? Tôi phải lấy mạng của hắn. Quỳnh thấy chết không cứu, thường nấu đục thả câu, có đáng mặt anh hùng hảo hán hay không? Đang đang, cùng Quỳnh hắn từng gây bao nhiêu nghiệp tội ác tài trời, bây giờ tôi phải giết hắn trừ hại cho dân mới xứng danh anh hùng hảo hán thực thụ. Cô đừng ngăn cản tôi. Bất luận thế nào, Thiền Công Công đối xử rất tốt với tôi, ông ấy thật sự tốt với tôi, ta không thể lấy quán trả ơn được. Không cho Quỳnh làm hại ông ấy đâu. Trời ơi, Đang đang, cô thiệt là. Thiền Công Công, ông có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy? Nhất thời khó nói cho rõ. Cô mau đưa tôi đi trốn đi, nếu không họ sẽ đuổi theo đó. Được. Ở đâu vậy? Ở đâu đây? Ở đâu đây? Ở đâu vậy? Ở bên đâu? Đáng chết, hắn sắp chết tới nơi rồi, như là để cho hắn chạy thoát. Anh nương nương, hắn bị thương nặng như vậy lại bị té xuống vực sâu, tôi nghĩ không cần đuổi theo đâu. Đầu gốc phải tróc rễ, nếu lần này mà hắn chạy thoát được, sau này sẽ tai họa vô cùng. Mau đuổi theo đi. Rõ. Mau lên. Rõ, đuổi theo. Mau 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 mau. Đi rồi. Mau lên mau lên, nhớ cấp xét cho kỹ, hắn chạy không thoát đâu. Thì ra là họ. Rốt cuộc đã cầm máu rồi, tôi nghĩ tạm thời không sao đâu. Đàn đàn, đa tạ nàng. A Phi, đa tạ cậu. Không cần cảm ơn tôi, nếu không phải vì tôi nên mặt đàn đàn, tôi sẽ không cứu ông đâu. Tốt hơn hết để bọn ác ôn người chó ngậm xương chó, tự cấu xé lẫn nhau, thương bại tổng cùng, như vậy mới có thể sớm thái bình. A Phi, Quỳnh đừng nói vậy. Thiền Công Công, A Phi là người thẳng tính, ông hãy bỏ qua cho Quỳnh ấy đi. Không sao đâu, dù muốn dù không, các người cũng đã cứu mạng của tôi. Lão Phu không phải là người không thấu tình đạt lý, tôi không hơn thua với cậu ấy đâu. Đàn đàn, trước kia nàng phản bội ta và bao ân oán xưa, từ nay về sau xem như xóa hết. Đa tạ Công Công rộng lượng gì ta. Đúng rồi, chẳng phải hai người đã trộm lấy hàng nguyệt bảo đao của tôi để cứu thoát Đông Phương Thanh Mộc chứ gì? Các người chính là đại ân nhân của tứ phương môn đó, tại sao bây giờ lại lưu lạc ngoài đời như thế này? Tôi trên đời này đâu thiếu những kẻ không biết thị phi ân oán. Ân nhân của mày cái gì, có ai nhớ trong lòng đâu? Xảy ra chuyện gì hả? A Phi, không được nhiều chuyện. Tôi nói cái gì mà nhiều chuyện? Hắn làm được thì tôi nói được. Cô Mục là một dạ yêu thương Đông Phương Ngọc, cho nên bất chấp nguy hiểm năm lần bảy lượt xá mạng của hai cha con họ, nhưng hắn không biết quý trọng cô, bây giờ còn đòi lấy tiểu sư muội của hắn. Tôi cứ phải chửi, tên Đông Phương Ngọc đó vốn là kẻ vô tình vô nghĩa. Tôi kêu Quỳnh câm miệng lại. Thì ra là vậy. Tình khốn kiếp, đáng chết, ngang nhiên dám chà đạp nàng như vậy, đúng là mặt trời giả thú mà. Lão Phu nhất định phải đòi lại sự công bằng cho nàng mới được. Công Công, ông có sao không?
Đáng chết. Ông nhìn xem, đã bị thương như vậy rồi còn đòi cố làm nữa sao? Nhưng mà nè. Đủ rồi. Ý tốt của ông tôi ghi nhận. Chỉ cần ông lo liệu thương cho khỏe là được rồi. Còn về Đông Phương công tử, không liên quan gì đến hai vị, không ai được xen vào nữa, không ai được nhắc đến nữa. Tại vì nè. Thôi đi, đủ rồi. Đang đang. Tình tùy cảnh chuyển, mà do tâm sinh. Khiếu Thiên, con đã quên những gì ta từng nói với con sao? Nếu con tiếp tục luyện theo tâm trạng thiếu ổn định, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Tiền bối dạy dỗ rất đúng, Khiếu Thiên biết lỗi rồi. Con sao vậy? Có phải có chuyện gì buồn không? Cho dù con không chịu nói ta biết, ta cũng hiểu rõ tâm trạng của con. Con đang vì chuyện của Hình Nhi mà rối trí, có đúng không? Ta không phải lão hồ đồ, ta đã phát hiện từ lâu rồi. Con, Hình Nhi, Ngọc Nhi, chuyện giữa các con tình cảm dây dưa khó giải quyết được. Ta nói gì vậy không sai chứ? Tiền bối, chuyện với con và Hình Nhi đã qua từ lâu rồi. Tiền bối đừng bao giờ hiểu lầm. Khiêu Tiên à, con đừng bao giờ hiểu lầm. Xưa nay con đều là bậc nam nhi trọng tình trọng nghĩa. Ta không nhìn lầm con, càng không có ý trách con. Tiền bối. Khiêu Tiên à, thực ra xưa nay ta muốn xin lỗi con. Chẳng qua là ta không biết nên bắt chuyện như thế nào. Sao tiền bối lại nói như vậy? Thực ra con và Hình Nhi mới sự thật là tâm đầu ý hợp. Lý do mà Hình Nhi đồng ý hôn sự với Ngọc Nhi, suy cho cùng thì có phần nào miễn cưỡng. Chẳng qua ta mang trong người lòng ích kỷ của một người cha và sự thiếu sót đối với Ngọc Nhi suốt bao nhiêu năm qua, nhưng mà lại hẹp hòi cho con. Khiêu Thiên à, chắc con có thể hiểu rõ nỗi khổ của ông cụ sắp gần đất xa trời như ta. Đó là tình cha, con có thể tha lỗi cho ta không? Tiền bối, không nên nói đến chuyện đó nữa. Giảng bối mang trên người nợ máu sâu đậm chưa trả, giảng bối không có khả năng mang lại hạnh phúc cho Hình Nhi. Cô ấy chọn Đông Phương huynh là chính xác thôi. Bây giờ giảng bối một lòng cầu mong họ có thể trăng long đầu bạc. Ngoài ra Kiếu Thiên không còn yêu cầu gì. Tiền bối yên tâm, con nhất định với khả năng vốn có giúp họ hoàn thành hôn sự. Nàng làm vậy là sao? Chàng ngồi xuống đi. Thủy Hằng, trước kia thiếp đã trách làm chàng, cũng may chàng không hơn thua với thiếp. Hôm nay đích thần thiếp xuống bếp
nấu mấy món mà chàng thích ăn. Thầy cho lời xin lỗi chàng. Nào, thiếp kính chàng. À, được. Thiếp xin phép uống trước. Ngâm Hà, phụ thể chúng ta tình nghĩa mặn nồng, huống hồ nàng vì trả thù cho sư phụ cho nên bị bất phương hướng. À, có lý nào ta lại nhớ chuyện nhỏ nhặt này? Miễn sao nàng đừng hiểu lầm ta là ta thấy mãn nguyện rồi. Chàng đối xử với thiếp thật là tốt. Thật ra sự hiểu lầm của nàng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chuyện bây giờ ta lo lắng nhất chính là Khiếu Thiên. Ý chàng nói gia đình Khiếu Thiên chịu tai họa lớn và nó bị chúng ta nhận là hung thủ giết người. Nàng nghĩ thử xem nó đau khổ tới chừng nào. Bây giờ ta mới có thể trải nghiệm được tâm trạng và Khứ Thiên bị người ta nói quan. Chàng cũng không nên tự trách. Có trách nên trách Thiền Công Công đã gây ra. Nhưng mà mỗi khi ta nghĩ tới, không biết Khứ Thiên đang ở đâu, làm hại ta không thể xin lỗi ngay trước mặt nó, thì ta cảm thấy đứng ngồi không yên, xấu hổ vô cùng. Dù sao ta và nó cũng là huynh đệ với nhau, nhưng bị cái gian làm hại tàn sát lẫn nhau, kể cả cơ hội quá chạy ân quán cũng không có. Ta thấy rất ân hận. Thủy Hà, chàng không cần nản lòng. Thật ra thế biết cách liên lạc với Khiếu Thiên như thế nào? Nàng biết à? Sao nàng không nói sớm với ta? Thật ra vì Khiếu Thiên muốn rửa sạch quan tình, cho nên có tới tìm thiếp và đại bửu cho biết cách liên lạc với huynh ấy như thế nào. Nhưng mà thiếp không dám cho chàng biết, sợ chàng hiểu lầm thiếp. Bây giờ đâu còn chuyện gì quan trọng hơn hàng gặp Thiếu Thiên giải quyết mọi hiểu lầm này. Nàng nói ta biết đi, liên lạc như thế nào? Ta không nghĩ bậy đâu. Vậy thiếp sẽ viết lá thơ giao cho đại bửu, kêu nó hẹn gặp Khiếu Thiên. Đại bửu hả? Ừ. Đây là gì? Đây là thơ hẹn gặp Khiếu Thiên do chính Ngâm Hà viết. Ta muốn ngươi lập tức mang đến gốc cây cổ thụ hai bên đã hẹn sẵn với nhau. Hả? Vậy huynh, ta đã từng cảnh cáo ngươi, nếu ta muốn lấy mạng của ngươi và Ngâm Hà chỉ đơn giản như giết hai con kiến mà thôi. Ta khuyên ngươi đừng giở trò gì với ta. Có nghe thấy không vậy? Nghe thấy rồi. Đi mau. Có lẽ Thiền Công Công đã đến thủy cung làm ma gia rồi. Chỉ cần loại trừ Lưu Nguyên Khiếu Thiên, kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn hảo tuyệt đối. Thủy Hằng, con nên vui mừng mới phải chứ. Mẹ, một ngày mà Nguyên Khiếu Thiên còn chưa chết, ngày đó con không được yên thân. Bây giờ hàng ngày con đứng ngồi không yên, con ước gì có thể sớm giết được nó. Con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ làm cho con hài lòng mà. Nguyên Khiếu Thiên, cho dù ngươi là Tôn Ngộ Không chuyển thế cũng không thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai như ta. Lần này con xem cho kỹ, Nguyên Khiếu Thiên hắn chết chắc rồi. Độc Phụ Sư Bá, Phân Đà tại Kinh Thành đã chuyển thơ khẩn cấp tới đây. Được, đà tạ. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Trong thơ nói về Thiền Công Công, thế lực ở Triều Đình và Kinh Thành đã bị Dịch Thủy Hàn tập tan rồi. Dịch Thủy Hàn đang tích cực thu nhận môn vua nên đã phản bội Thiền Công Công. Giá tầm của hắn còn hơn Thiền Công Công. Tên súc sinh khi xưa dị tổ như Dịch Thủy Hàn, Kình Thiên Ký phái do sư phụ con vất vả gần dựng nên, nay đã bị hắn biến thành tà ma ngoại đạo rồi. Dịch Thủy Hàn, nếu hắn trở thành mối tai họa lớn của Võ Lâm Thiên Hạ, từ nay giang hồ khó yên rồi.
Nga Ma thật sự có thơ gửi cho ta. Kính gửi nhị huynh Khiếu Thiên, giờ thình 3 ngày sau hẹn gặp huynh tại quan trường nhai, ngày xưa thường đi chơi. Bàn về chuyện cha muội và cha mẹ huynh bị giết hại, vô cùng hệ trọng, mong huynh đúng hẹn, Hà muội thần bút. Ngâm Hà, rốt cuộc muội đã tin ta rồi. Ê, mười năm rồi lão phu không đến Giang Nam, đúng là cảnh vật như cũ, người xưa không còn. Cảnh vật như cũ thì không sai, nhưng người xưa chưa chắc đã thay đổi đâu. Các hạ là ai? Người xưa có câu áo nên chọn mới, bạn chọn cố hữu. Người xưa đã đứng đây chờ đợi lâu lắm rồi, sao không cùng ta chung say cho vui? Bắt điện quỳ công. Các người là ai? Sao chưa hỏi rõ đầu đuôi đã giao đấu với ta rồi? Tư đệ, 10 năm đã không gặp, chẳng lẽ lão cao ca cũng không nhận ra sao? Là ta đây. Đại ca, là huynh à, đại ca. Chính là ta. Tư đệ, mấy lâu nay vẫn khỏe chứ? Đại ca. Đại ca nhất thời thấy hứng thú cho nên mới ra tay thử võ công của đệ, mong đệ được trách. Tư đệ không dám đâu đại ca. Bao nhiêu năm qua huynh đã chịu khổ rồi. Ơi, có kể sao cho hết. Không ngờ chúng ta xa nhau nhiều năm để vẫn như cũ. Nhưng còn đại ca ta đã già rồi, chẳng làm được gì. Đừng có nói như vậy mà. Hào tình của đại ca không thua năm xưa gì hết. Tiểu đệ cảm thấy rất là vui mừng. Tiên bối, thật ra chuyện này là sao chứ? À, đúng rồi. Kiêu Thiên à, ta biết chắc còn không biết ông ấy là ai. Ông ấy chính là nghĩa đệ của ta, và cũng là bắt được mặt cha của Hình Nhi. Ê, sư bá về rồi. Chà, sư bá. Hình Nhi à, con hãy xem kỹ ai đã đến đây. Ai vậy? Hình Nhi. Dạ. 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 À, được rồi. Con nhớ cha lắm đó. Hình Nhi à, cha cũng vậy. Cha. Không phải cha đến thăm con rồi hay sao? À, Đông Phương Ngọc bái kiến sư thúc. À, Ngọc Nhi miễn lễ. Con sắp trở thành rể quý của ta rồi, tại sao còn khách sáo như vậy làm gì? Sau này còn nhiều dịp để hành lễ lắm đó nghe. À, đa tạ sư thúc cho phép. À, lần này cha biết tin sư bá của con được cứu thoát, con và Ngọc Nhi sắp thành hôn. Ê, đây chính là song hỷ lâm môn nha. Cha vui mừng đến nỗi mấy ngày rồi không chợp mắt. Cho nên không ngại lặn lội đường xa đến đây để chủ trì hôn lễ cho các con. Sư đệ nói hay lắm, lần này Hình Nhi và Ngọc Nhi được thành hôn thực sự là niềm vui lớn của tứ phương một chúng ta. Ờ, chỉ tiếc là chị đệ đã chết rồi, tam muội thì không biết ở đâu, không thể cùng chúng ta chia sẻ niềm vui này. Đại ca, huynh gặp nạn có thể trở về được, đó là phúc lớn. Huynh không thể đánh mất lòng tin như vậy được. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chuyện mà lấy lại quả kỳ lân trả thù cho nhị ca nay mai sẽ làm được thôi. Để tin chắc ngày mà tứ phương môn chúng ta tái phát triển không còn xa đâu. Đúng vậy. Đại ca, 17 năm trước sau khi huynh bị móng vuốt của triều đình bao vây không rõ tung tích, huynh có biết lúc đó tứ phương môn chúng ta như rắn không đầu, xém chút là gây đại loạn rồi. Tứ đệ bất tài vì dàn xếp ổn mọi chuyện, duy trì bổn môn, buộc đệ phải thay môn chủ rồi. Đệ thành thật có lỗi với huynh. Chính ta đã liên lụy đến mọi người, thật khổ thân cho mọi người. Ê, ông trời thương hại, bao nhiêu năm qua chúng ta không ngại gian khổ để hỏi thăm, rốt cuộc đã hỏi thăm được tung tích của huynh bị giam ở miền Nam, và lần này mới có thể thành công cứu huynh thoát khỏi cảnh ngục tù, để thật sự cảm thấy rất vui mừng. À, đại ca, huynh về rồi, xin huynh tái nhiệm môn chủ đi, dẫn dắt chúng đệ tiếp tục phấn đấu, và cuối cùng đã có thể trút bỏ được trách nhiệm ngàn cân này rồi. Tư đệ,
Để không nên nói như vậy. Bao nhiêu năm qua tứ phường môn chia năm xẻ bảy, may mà có đệ chủ trì để còn thay ta nuôi dạy Ngọc Nhi nên người. Còn đồng ý hôn nhân giữa nó và Hình Nhi, ta cảm kích từ tận đáy lòng. Chức vụ môn chủ ngoài đệ ra không ai xứng đáng hơn đệ. Nếu như đệ còn kiên trì làm vậy, xem như coi thường đại ca đây. Ê, đại ca, đệ... Trời ơi, hai người không nên nhường qua nhường lại nữa. Cha, nói chung là cha đã cho đại ca làm thiếu môn chủ từ lâu rồi, sớm muộn cũng sẽ truyền ngôi cho huynh ấy không đúng sao? Đệ thấy không, kể cả Hình Nhi đây cũng hiểu lý lẽ hơn người cha như đệ đó. Đệ đừng có lôi thôi nữa. Thôi được rồi, tiểu đệ hứa làm theo mệnh lệnh của đại ca. Ê, Hình Nhi, không ngờ con nha đầu như con vẫn chưa xuất giá, một lòng đã hướng về Ngọc Nhi rồi. Đúng là không giữ được mà. Con nói vậy là quá tốt. Cha lại chê cười con. Ê, chúng ta lo nói chuyện, đã quên mất Khiếu Thiên rồi. Hả? À, đại ca, để mong ước gì được như huynh. Từng tuổi này rồi còn tìm được một đệ tử tốt như Khiếu Thiên vậy. À, tiền bối quá khen rồi. Thật ra Khiếu Thiên không có bái Đông Phương tiền bối làm sư phụ. Giả lại sư phụ của Khiếu Thiên là người khác, không dám mơ cao. Có thật là Ngâm Hà đã tin lời ta nói không? Về nhà điều tra được manh mối gì? Nhưng trong thơ cô ấy không chịu nói rõ mọi chuyện. Không biết cô ấy có bị Dịch Thủy Hàn phát hiện không? Vẫn còn 3 ngày, thật sự làm cho ta phải nôn nóng từng ngày. Một mình huynh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Không có gì, tôi đang nghĩ đến một số chuyện. Thì ra là đang đọc thư tình. Hèn gì mặt mày như kẻ mất hồn vậy. Kể cả có người đến cũng không hay biết. Cô đừng hiểu lầm, đây tuy là thư Ngâm Hà gửi cho tôi, nhưng không phải là thư tình gì cả. Sao huynh phải nôn nóng giải thích với tôi làm gì? Cho dù phải, huynh cũng không cần giải thích với tôi. Tình cảm giữa hai chúng ta không phải đã kết thúc từ lâu sao? Thật sự cô hiểu lầm rồi. Thực ra là Ngâm Hà đã nghi ngờ tất cả những việc làm của Dịch Thủy Hàn. Có lẽ cô ấy đã điều tra được manh mối sư phụ tôi bị hại, cho nên cô ấy đã viết thơ cho tôi, hẹn tôi được gặp nhau. Ý huynh nói cô ấy giúp huynh rửa sạch quan tình? Đúng vậy. Nếu như tôi nhớ không lầm thì hôm trước ả còn khăng khăng nói rằng phải giết huynh để trả thù cha. Bây giờ quay qua nói ả tin tưởng huynh. Người đàn bà đó nói chuyện sao thay đổi nhanh dữ vậy? Tại vì tôi đã từng giải thích với cô ấy. Tôi tin rằng Ngâm Hà đã phát hiện trong chuyện này có nhiều nghi vấn. Cô ấy không muốn đổ quan cho tôi. Trong chuyện này không phải lỗi của cổ, cô đừng trách cổ. Tại sao tôi không nên trách ả? Nếu nhà chịu tin huynh thì ả cần phải biết huynh sẽ không làm những chuyện khi sư diệt tổ. Bây giờ mới ngộ ra được, huynh không cảm thấy quá muộn sao? Không thấy đáng nghe sao? Tôi nghĩ ả đã bị Dịch Thủy Hàn là một cú ngoạn mục rồi. Ả hẹn huynh gặp nhau chứ định phải có âm mưu gì. Tốt hơn hết huynh nên tỉnh táo một chút. Ngâm Hà không phải hạng người như vậy. Tôi không cho phép cô dù khống cô ấy. Nếu dù cô ấy không tin, cô ấy có thể quang minh chính đại đến tìm tôi trả thù. Cô ấy không đối xử với tôi bằng thủ đoạn hèn hạ như vậy đâu. Tại tôi quan tâm huynh, không ngờ huynh lại chửi tôi. Huynh đừng quên rằng Ngâm Hà đã lấy Dịch Thủy Hàn rồi. Cô lấy nào lại phản bội chồng mình để giúp huynh chứ? Tôi khuyên huynh không nên mơ tưởng đến ả làm gì nữa. Đủ rồi, chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Cô nên dành thời gian quan tâm Đông Phương Ngọc kia. Đầu đuôi chính là như vậy. Khiếu Thiên thật sự là đứa bé đau khổ và xấu số. Thì ra là vậy. Nguyên Khiếu Thiên lại chính là đệ tử của Kình Thiên Kiếm Phái, giả lại từng có tình cảm với Hình Nhi, con gái của đệ. Ta muốn nhận Khiếu Thiên làm đệ tử, một mặt thấy nó có duyên, mặt khác là vì ta có lòng muốn bù đắp cho nó. Đại ca, cũng may là trước kia Nguyên Khiếu Thiên không đồng ý bái sư đó thôi. Xem chút nữa chúng ta làm hỏng đại sự rồi. Tuyệt đối không thể làm như vậy được. Sao đệ lại nói vậy? Không lẽ huynh quên rồi sao? Kình Thiên Kiếm Phái và Tử Phương Môn chúng ta sát phạt nhiều năm, thù sâu tự biển. Vị ca đã chết trong tay của Dịch Thủy Hàn, chúng ta không thể nuôi ông tay áo như vậy được. Tư đệ, chẳng phải ta nói Khiếu Thiên đã thoát ly Kình Thiên Kiếm Phái rồi? Huân hồ nói về Dịch Thủy Hàn đã trở mặt thành kẻ thù. Giá lại như cách của nó và võ công có thể nói đều thuộc hàng thượng thừa. Nếu như Khiếu Thiên gia nhập Tứ Phương Môn của chúng ta thì chúng ta sẽ hoàn thành đại nghiệp muôn đời. Đại ca, để phản đối.
Không lẽ huynh không nhìn thấy hay sao? Nguyên Kiếu Thiên hắn chấp nhận bị Kình Thiên kiếm phái trục xuất, cũng không chịu bái huynh làm sư phụ. Hắn vốn xem thường tứ phương môn của chúng ta. Nếu như hắn ta thật sự gia nhập tứ phương môn của chúng ta sẽ là tai họa đó. Kiếu Thiên tuyệt đối không phải là hạng người đó. Đại ca, lòng người rất khó đoán. Cho dù Kiếu Thiên hắn thực sự là bậc anh hùng hảo hán như huynh nói, nhưng mà hình như và Ngọc Nhi sắp thành hôn rồi. Không may Nguyên Kiếu Thiên và hình như tiếp tục dây dưa như vậy, hoặc là giữa họ có xảy ra chuyện gì xấu xa. Để sẽ ăn nói sao với cha con của huynh đi. Để có thể không đề phòng được. Tư đệ, ta có thể hiểu tâm trạng đó, nhưng tạm thời không nói Khiếu Thiên là người đàng hoàng sẽ không có bất kỳ hành vi bậy bạ. Ngoài ra còn có ta theo sát họ, ta tuyệt đối không cho phép cuộc hôn nhân này xảy ra bất kỳ sơ suất gì. Để cứ yên tâm giao cho ta đi. Tiểu thơ, lễ phục tân nương của cô để đó cho tôi. Được, tốt lắm. Dạ. Thiếu một chủ, quên coi đi. Coi chỗ nào chưa chỉ. Được lắm, tôi rất hài lòng. Vậy là tốt rồi, giờ là đã đến chúc mừng thiếu một chủ. Chúc mừng thiếu một chủ. Chúc mừng thiếu một chủ. Chúc mừng. Đa tạ. Kiếu Thiên. Đa Phương huynh, hôm nay là ngày vui của huynh. Tôi không có gì làm quà, chỉ bằng gửi lời chúc mừng. Đa tạ. Lát nữa trong tiệc rượu, huynh phải uống thêm vài ly đó. Không uống say, không đáng mặt huynh đệ. Không vấn đề gì, nhưng bây giờ tôi có cuộc hẹn. Nhưng mà huynh yên tâm, trước giờ ngọ tôi sẽ quay về. Thôi được, cứ quyết định như vậy đi. Tôi chờ huynh trở về. Nếu như huynh không kịp trở về, tôi không tha cho huynh đâu. Huynh không được bỏ lỡ buổi bái đường của chúng tôi đó. Huynh yên tâm, chuyện hệ trọng như vậy tôi không bỏ qua đâu. Tôi đi trước nha. Được, về sớm nha. Ừ. Ngâm Hà. À, Thủy Hàn. À, đây là trà sâm thượng hạng do ta và nhà bếp hầm cho nàng đó. Nè, nàng mau uống đi. Uống cho tẩm bổ nguyên khí. Thủy Hàn, đa tạ chàng. Nàng uống đi. Nàng thấy không, dạo này vì mối thù của sư phụ mà hao mòn sức khỏe, nàng tiêu tụy rất nhiều. Ta thấy rất đau lòng. Thiếp không sao. May là lát nữa sẽ được gặp Khiếu Thiên, có thể cùng huynh ấy giải quyết những ân oán của ngày xưa. Thiếp nghĩ cha thiếp ở nơi chính suối cũng sẽ được yên lòng. Đúng vậy, nàng nói đúng. Nhưng càng lúc ta càng thấy lo. Nàng nghĩ liệu Khiếu Thiên có tha lỗi cho ta không vậy? Ngâm Hà, nàng... Thiếp thấy chóng mặt. Ngâm Hà, chắc nàng quá mệt đó. Phải rồi, từ giờ đến lúc hẹn Khiếu Thiên vẫn còn rất lâu. Hay nàng lên giường nghỉ ngơi một lát đi ha. Nè, từ từ thôi. Ngâm Hà, tất cả mọi chuyện này do nàng ép ta. Nàng đừng bao giờ trách ta ra tay độc ác. Tính sao đây? Ba ngày đã trôi qua rồi. Sắp chứng kiến vị sư huynh sẽ bị rơi vào bẫy, tôi chỉ có thể ở đây y như ngồi trên thảm gai vậy. Sao mình ngốc vậy chứ? Không thể nghĩ ra được cách gì hết. Chỉ vì bản thân mình tham sống sợ chết, cho nên không dám đi cứu vị sư huynh. Còn đáng mặt anh hùng không chứ? Chỉ bằng đập đầu chết cho rồi. Đại bổ, ăn cơm đi. Không được, phải liều một phen thôi. Nè,
huynh tốt số thật đó. Đắc tội với trưởng môn đại sư huynh, rốt cuộc liên quan đến tôi, phải mang cơm đến cho huynh mỗi ngày nè. Tôi đúng là quá xui xẻo mà. À Phúc, chúng ta là sư huynh đệ với nhau, không nên so đo với tôi. Nè, tôi cho huynh xem một món đồ, xem như để xin lỗi huynh có được không? Huynh là tên lém lĩnh, làm gì có chuyện tốt lành. Vậy là huynh không biết rồi, đó là hình phòng the mà tôi mua ở phố chợ đó. Đảm bảo huynh phải trố mắt đó nha. Nếu huynh không xem sau này đừng có trách tôi à. Ê Bộ Cà, là những hình gì vậy? Mà cho tôi xem đi. Được, tôi để trong ngăn tủ bên đó. Xin lỗi nha. Nhiều năm không tới đây rồi. Nhớ ngày xưa, ta và Ngâm Hà thường xuyên đến đây luyện kiếm, cứ y như chuyện mới xảy ra hôm qua, xảy ra trước mắt. Nguyên Khiếu Thiên, rốt cuộc ngươi cũng đã tới rồi. Là ngươi? Tất nhiên là ta rồi. Ngươi còn tưởng là người tình cũ của ngươi Tống Ngâm Hà sao? Hay lắm, thì ra đây là quỷ kế của các ngươi. Tiểu tử thối, ngươi cũng không ngốc lắm đâu. Chỉ tiếc là bây giờ ngươi mới biết thì quá muộn rồi. Ngâm Hà đâu? Các ngươi đã làm gì cô ấy? Giờ còn Dịch Thủy Hàn, hắn có giỏi ra đây gặp ta? Không nên lén lại lên lúc như con rùa rụt cổ. Sắp chết tới nơi rồi mà ngươi còn nghĩ tới cô tiểu sư muội có duyên không phận của ngươi sao? Xem bộ ngươi chính là kẻ đa tình thật rồi. Nhưng mà Tống Ngâm Hà sẽ không tới đây đâu, tại vì ả đang tựa vào lòng của Thủy Hàn ca ca của ả. Hai người tình chàng ý thiếp không thể tới được. Tình yêu bà kia, ngươi câm miệng cho ta. E rằng kẻ phải câm miệng là ngươi đó. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ không thể lên tiếng nói chuyện được nữa. Nạp mạng đi. Giờ lành đã tới, xin mời Đông Phương lão gia và Bắc Đường lão gia lên làm chủ hôn. Đại ca, mời ngồi. Ngồi đi. Mời ngồi. Xin mời tân lang tân nương bái đường làm lễ. Chúc mừng. Ngọc Nhi, lần này ta yên tâm rồi. Ta có thể giao hạnh phúc của Hình Nhi cho con rồi. Con không được hẹp hòi về đó đó nha. Dạ, nhạc phụ. Cha, hai vị cứ yên tâm, con sẽ lấy mạng sống của con để quý chuộng Hình Nhi cả đời. Ngọc Nhi không dám phụ lòng của hai vị đâu. Vậy là ta yên tâm rồi. Ngọc Nhi, vậy các con mau làm lễ đi. Cha và nhạc phụ các con đã nôn nóng lắm rồi. Tân lăng tân nương, nhật bái thiên địa. Chúc mừng. Ê, khoan đã. Ngọc Nhi à, thế nào hả? Dạ, Khiếu Thiên đâu? Huynh ấy chưa về sao? Khiếu Thiên? Đúng vậy. Sao không nhìn thấy nó vậy? Ngọc Nhi, không phải con nói hắn đi lo công việc hay sao? Nếu hắn không về kịp thì thôi, chẳng lẽ phải chờ hắn về mới cử hành hôn lễ hay sao? Không nên nói nhiều làm gì nữa, các con mau cử hành hôn lễ đi. Nhạc phụ, chúng ta đợi thêm một lát đi. Huynh ấy hứa tham gia hôn lễ của chúng con, chúng con không thể thất hứa được. Huống hồ bây giờ giờ lành chưa qua, chúng ta đợi thêm một lát đi. Con nói cái gì vậy? Tứ đệ à, Ngọc Nhi đó không sai. Dù sao thì Khiếu Thiên cũng là người của tứ phương môn chúng ta, nếu như thứ mất đó là quả đáng tiếc. Đại ca, sao huynh lại nói như vậy? Chắc đại không mong muốn hôn nhân này thiếu mất một là chút phúc chứ. Chúng ta cứ chờ thêm một hồi xem sao. Dạ sư huynh, huynh đừng bao giờ có chuyện gì nha, huynh phải chờ đợi tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nguyên Khiếu Thiên, ngươi xứng đáng là bậc hảo hán. Nếu không phải ngươi là con trai của Nguyên Thiếu Khanh, ta thực sự không đánh giết một nhân tài như ngươi như vậy. Thật là rất tiếc. Tên điêu bà kia đừng lôi thôi. Ta và ngươi thù sâu từ biển, không đội trời chung. Hôm nay nếu ngươi không chết thì ta phải chết. Từ đầu ta đã cho ngươi biết, chính sư phụ và cha của ngươi hại ta tan nhà nát cửa, đau khổ cả đời. Hôm nay ngươi có phải lâm vào cảnh này do ngươi không biết đầu thai, ngươi không thể trách ai được. Chính tay của ta phải lấy mạng của ngươi để trả thù cho họ. Kẻ cần phải đền tội là ngươi. Hôm nay ta phải lôi ngươi đi theo. Dì sư huynh, đệ tới trễ rồi. Đệ có lỗi với huynh nhiều lắm. Nguyên Kiều Thiên, rốt cuộc thì ngươi đã chết rồi. Theo ta nghĩ, lúc này Thủy Hàn đang trên đường tới đây. Các người đi về trước, ta phải ở lại đây để an ủi Tống Ngâm Hà. Đó. Người đàn bà đê tiện nhân phi ấy quả thật độc ác. Bây giờ hãy chết vậy sư huynh, sau này sẽ gả tiểu sư tỷ tên lại họ. Thử hỏi sau này còn ai phanh phui âm mưu của họ chứ. Mình đã làm gì đây? Đang làm gì đây? Đúng rồi, vị sư huynh từng nói tên đoạn kiếp sơn trang, bây giờ chỉ có Tứ Phương Môn mới có thể loại trừ tên ma đầu này. Lâu quá trời, sao không thấy về vậy? Đúng rồi, lâu quá vậy. Làm gì cũng phải về làm. Sao không sắp qua rồi? Đúng rồi. Bởi vậy mới nói thì đó. Làm lễ đại đi. Hai vị đại gia, giờ lành sắp qua rồi, không thể chờ đợi được nữa. Chúng ta bắt đầu đi. Không được, đợi thêm một lát đi. Không thể đợi nữa. Nhạc phụ, bắt được mặt ta gọi con gái ngay như gì một tên Nguyên Khiếu Thiên không liên can. Và biết bao nhiêu quan khách đứng đợi ở đây như vậy sao? Chẳng ra thể thống gì hết, không thể đợi được nữa. Các con nghe đây, lập tức bái đường hôn lễ cho ta. Con nghe thấy hay không? Ngọc Nhi, nhạc phụ con nói không sai, chúng ta đã chờ lâu rồi, không thể chờ đến khi lố giờ được. Thôi được, làm lễ đi. Dạ. Tân lang tân nương bái đường đi. Nhật bái thiên địa. Thả tôi ra, cho tôi vào trong. Cho tôi vào trong. Thả tôi ra. À đây. Thả tôi ra bà. Thả tôi đây, ra. Đây ngoài. Đáng chết. Đây là ai vậy? Sao lại lạ lối ông sầm như vậy? Chẳng lẽ chọc giận ta hay sao? Sư phụ, hắn có đòi vô gặp sư phụ. Hắn còn tự xưng là bạn bè của tiểu thư, có đòi xông vào sơn trang, xin sư phụ xử lý cho. Người này là ai? Dám đến đoạn kiếm sơn trang của ta gây rối, chẳng lẽ hôm nay ta không thể giết người hay sao? Hình như cô nương, tôi là đại bửu, tôi là sư đệ của Khiếu Thiên, xảy ra chuyện rồi. Mà thả cô ấy ra. Sao lại là cậu? Mau nói đi, Khiếu Thiên bị sao rồi? Vậy sư huynh đã chết rồi. Cậu nói gì vậy? Khiếu Thiên chết rồi. Tại sao lại như vậy được? Là thật đó, tôi đã chứng kiến tận mắt. Chính tay dân phi người Mông Cổ đã giết chết huynh ấy. Sao vậy? Hình như cô nương, hình như cô nương, cô nhất định phải trả thù cho huynh ấy. Thật ra chuyện này là sao? Khiếu Thiên Nương ở đâu? Huynh ấy ở đâu? Vì sư huynh bị họ dây đánh tại quan triều giai, tên dân phi thật cơ hội xuất chuẩn đánh huynh ấy. Huynh ấy té xuống sông rồi. Khiếu Thiên, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lần trước cũng như vậy, chẳng phải Khiếu Thiên những khỏe mạnh trở về sao? Khiếu Thiên sẽ không chết đâu, huynh ấy không chết đâu. Ê, Hình Nhi, Hình Nhi, Hình Nhi. Vậy là sao chứ? Trời ơi, Hình Nhi à, Hình Nhi. Con Dạ. Con định làm gì đây?
Hôm nay là ngày vui của con và Ngọc Nhi, sao con có thể bỏ lại bao nhiêu khách mời như vậy? Con định làm gì đây? Cha, con phải đi tìm Khiếu Thiên. Con phải đi tìm Khiếu Thiên. Cha bỏ tay ra đi, cha đừng ngăn cản con. Quán được. Con có biết là con vừa nói về hay không? Con bỏ mặt hôn lễ của mình không lo, cứ đòi đi tìm tên Nguyễn Khiếu Thiên đó, trong khi hắn bị té xuống sông tìm không thấy xác. Không phải vậy. Con xem ta và Ngọc Nhi và tất cả mọi người ở đây như thế nào đi. Ta không cho con đi, con phải quay về tiếp tục làm hôn lễ đi. Cha, cha. Khiếu Thiên năm lần bảy lượt cứu tước Phương Mông chúng ta, bây giờ không biết sống chết ra sao. Con thực sự không hiểu sao cha lại nhẫn tâm bỏ mặt huynh ấy chứ. Sao cha có thể vô tình như vậy, lạnh lùng như vậy? Con dám nói ta lạnh lùng à? Tứ đệ, đừng làm vậy. Có chuyện gì từ từ nói. Cha, con nhất định phải làm sáng tỏ Khiếu Thiên sống hay chết. Cha đừng ngăn cản con, cha đừng ngăn cản con. Hình Nhi, tôi chết đi thôi. Tứ đệ, đây không phải là lúc nổi giận. Chúng ta mau đi theo, tìm hiểu rõ mọi chuyện lúc đó mới tính sao. Đi. Đệ Bửu, đi. À, cô. Ngâm Hà, Thủy Hàn, con đến rồi hả? Thế nào rồi, con thấy khỏe hơn chưa vậy? Đa tạ cô, con khỏe nhiều rồi. À, đúng rồi, Khiếu Thiên vẫn chưa tới sao? À, phải rồi, cô. À, không phải cô kêu con ở lại chăm sóc Ngâm Hà, tự cô đi gặp Khiếu Thiên sao? Tại sao chỉ có mình cô vậy? À, cô đứng chờ một canh giờ rồi, vẫn không thấy bóng dáng của Khiếu Thiên. Theo vậy cho thấy hôm nay chắc nó không tới đâu. Không có đâu, Khiếu Thiên là người rất trọng lời hứa. Huống hồ chuyện này liên quan tới cha con và quan tình của phu phụ Nguyên Bá Phụ nữa. Không lý nào quân ấy lại không tới, nhất định là có chuyện gì làm chậm trễ rồi. À, Ngâm Hà, có lẽ Khiếu Thiên chưa tin chúng ta nói. Sư huynh đệ chúng ta muốn làm lành lại, e rằng không phải chuyện dễ đâu. Không, Thủy Hà, chàng từng hứa với thiếp, chàng không nên bỏ cuộc dễ như vậy. Chúng ta chờ thêm một lát, thiếp tin Khiếu Thiên sẽ lập tức xuất hiện thôi. Ngâm Hà, giờ ngọ qua lâu rồi, ta nghĩ nên bỏ cuộc thì hơn, mình về thôi. Cô ạ, con... Ngâm Hà, con xem sức khỏe có yếu như vậy, không may con lại nhiễm phong hàn sẽ khiến cô lo lắng đó. Nhưng mà... Có lẽ giờ Thủy Hàn nghĩ quá, hoặc là Khiếu Thiên vốn chưa từng đọc lá thơ đó. Cho dù chúng ta có đứng chờ, cô sẽ uổng công chúng ta thôi à. Ta nghĩ chúng ta nên về trước đi, chờ khi nào có điều kiện chúng ta sẽ liên hệ lại sau, hả? À, phải. Cô của nàng nói đúng, chúng ta về nhà trước đi. Ừ, phải đó, đi nha. Ừ. Thế hiểm trở gì vậy? Nếu Khiếu Thiên từ trên đồi cao ngàn dặm té xuống dưới đó, sao có thể sống được? Đệ Bửu, cậu nói, có phải Khiếu Thiên đứng ở đây bị dân phi đánh rơi xuống dưới hay không? Đúng vậy. Đông Phương công tử. Đệ Bửu, cậu đứng dậy đi. Đông Phương công tử, tôi biết huynh là bậc anh hùng hiệp nghĩa. Hôm nay đại bổn mạng phép xin huynh ra tay trợ nghĩa, giúp Kình Thiên kiếm chúng tôi loại trừ tên phản đồ và Thủy Hàn, trả thù cho vị sư huynh. Đại bổn tôi dập đầu với huynh. Ê, sao cậu làm như vậy? Tôi và Khiếu Thiên sống chết có nhau, thân như huynh đệ. Cho dù cậu không nói, tôi cũng sẽ giết chết Thủy Hàn để trả thù cho huynh ấy. Cậu đứng dậy đi. Đúng vậy, chúng ta không chỉ giết dịch Thủy Hàn và dân phi. A Hành hạ ta suốt 10 năm trời trong chống địa lâu, nay hắn còn giết Khiếu Thiên. Bị sao Đông Phương Thành một tay vẫn còn hơi thở? Ta thế là sẽ lấy mày quả. Đại Bửu, tôi nghĩ là cậu không nên trở về Kình Thiên kiếm phái nữa.
Hay là cậu ở lại đây, cứ đi theo tôi là được rồi. Đa tạ ý tốt của Đông Phương công tử, thay cho tôi không thể làm theo. Tại sao vậy? Tôi từng hứa với vị sư huynh sẽ lấy mạng sống của mình để bảo vệ an nguy cho Ngâm Hà. Hôm nay tôi đã tới trễ và chứng kiến vị sư huynh bị họ hại chết. Tôi thề không để cho Ngâm Hà chịu bất kỳ tổn hại gì. Tôi phải về bảo vệ cô ấy. Nhưng mà bây giờ Kinh Thiên kiếm phái đã bị Dịch Thi Hàng và Dân Phi khống chế rồi. Nếu như không may còn bại lộ hành tung của mình ra, có khác gì nguy hại đến mạng sống chứ. Tôi không thể lo nhiều như vậy. Tôi phải về Kinh Thiên phái bảo vệ an nguy cho Ngâm Hà. Đây là chuyện duy nhất mà bây giờ tôi có thể làm giúp cho vị sư huynh. Về bản thân cậu nên cẩn thận một chút. Tôi biết rồi. Hình Nhi à, người chết không thể sống lại được. Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi, cho dù con có đau khổ, Nguyên Kiều Thiên cũng không thể quay về được đâu. Con đừng có khóc nữa mà. Hình Nhi, con không được bướng bỉnh như vậy nữa. Hôm nay là ngày vui của con. Hôn lễ còn chưa cử hành xong, con đã chạy ra ngoài này quỳ khóc lóc rồi. Con kêu ta làm sao ăn nói với sư bá của con đi. Đừng có khóc nữa mà, hả? Đứng dậy đi. Tứ đệ, Kiều Thiên chết thế thảm, Hình Nhi đau lòng. Đây là lẽ đương nhiên thôi. Để cho nó thêm chút thời gian đi. Ta nghĩ hay là như vậy, chúng ta cho về hôn lễ lại đi. Làm như vậy đâu có được. Đây có khác gì trọc cười cho thiên hạ chứ. Cha dạy dỗ như vậy rất đúng. Con gái đừng quá bướng bỉnh, cho nên mới gây ra sai lầm như hôm nay. Cha, con sai rồi. Hình Nhi à, con hiểu thấu rồi à. Con hiểu thì tốt rồi. Cha không có trách con đâu. Con vẫn là con gái ngoan của cha mà, hả? Trước khi vậy con quá bướng bỉnh, không dám chính thức đối mặt với tình cảm của mình, cho nên mới miễn cưỡng đồng ý lấy đại ca. Thật ra con làm như vậy là tự khi khen người, chỉ mang lại thêm đau khổ cho những người bên cạnh con. Con đúng là đần độn nhất trên cõi đời nè. Con có lỗi với mọi người. Hình Nhi, sao muội lại nói như vậy? Đại ca, muội rất cảm kích tình cảm mà huynh dành cho muội. Nhưng mà muội không thể tiếp tục lừa gạt huynh được nữa. Trải qua những chuyện như vậy, muội mới thật sự hiểu rõ kiếp này ngoại trưởng Nguyên Khiếu Thiên, muội sẽ không thương người nào khác nữa, và kể cả huynh. Hình Nhi, muội không thể thành thân với đại ca được nữa. Cha, con gái của cha chưa lúc nào được tỉnh táo như bây giờ. Cha, con gái chỉ hy vọng, hy vọng cha tha cho con tội bất hiếu. Đại ca, sư bá, ân tình mà Hình Nhi nợ mọi người, hẹn kiếp sau đền đáp. Hình Nhi, Hình Nhi, Hình Nhi. Khiếu Thiên, thiếp đến với chàng đây. Lần này chàng không thể đuổi thiếp đi nữa. Hình Nhi, Hình Nhi, Hình Nhi. Tên gian tặc Dịch Thiếu Hàng này đúng là tội ác tày trời. Không chỉ hại chết vị sư huynh, còn liên lụy Hình Nhi cô nương phải tuẫn tình về vị sư huynh. Tại sao trên đời này người tốt không thể sống thọ, còn bọn ác nhân lại ung dung ngoài dòng pháp luật? Tôi đã làm sao đây? Đại bửu. Chữ môn sư huynh. Chữ môn sư huynh. Đại bửu, đệ quả là bạo gan,
ngang nhiên đánh gục A Phúc để trốn thoát khỏi kho củi. Nói, thật ra đệ đi đâu vậy? Đệ... Nói mau. Đệ thấy lo cho vị sư huynh, cho nên đã tới Quan Triều Nhai. Sao hả? Đệ dám chống lại mệnh lệnh của ta, muốn đi báo tin cho hắn biết sao? Đệ chán sống rồi hả? Đại sư huynh, đệ biết huynh và vị sư huynh có mâu thuẫn, nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng môn sư huynh đệ, cho nên đệ mới ngăn cản chuyện này. Nhưng lúc đệ tới Quan Triều Nhai không thấy có bóng người nào hết, huynh mau cho đệ biết rốt cuộc vị sư huynh như thế nào. Chẳng lẽ đệ không gặp Nguyên Khu Thiền hả? Không gặp. Vậy do công thấp kém của tên tiểu tử này, nếu như hắn mà ở đó, không lý nào mẹ không phát hiện, đâu để hắn sống tới bây giờ. Đại bổ, đệ muốn gạt ta hả? Đệ chịu một sư huynh, đệ biết không nên chống lại mệnh lệnh của huynh. Đệ bổ xin chịu tội trước huynh. Nhưng mà cha mẹ của vị sư huynh đã qua đời, huynh ấy tự phế do công bị chúng ta trục xuất khỏi môn phái. Đệ nghĩ huynh hay bỏ qua, huống hộ huynh đã điều tra rõ kẻ giết sư phụ là tên Thiến Quang, không liên quan tới vị sư huynh. Đệ xin huynh tha chết cho huynh ấy đi. Đệ xin huynh. Đệ ngang nhiên về tên Nguyên Cứu Thiên này, quỳ xuống đây xin ta hả? Phải. Không đúng, xém chút đã bị tên tiểu quỷ này lừa rồi. Cái tên này biết rõ mưu đồ của ta, nay hắn đã trốn thoát rồi, không lý nào lại về đây nộp mạng. Đúng vậy, nay hắn chấp nhận hạ mình, chẳng qua muốn ta mất cảnh giác với hắn mà thôi, rồi thừa cơ hội cứu thoát Ngâm Hà. Đại bổ à, đệ nói vậy ta nghe cũng có lý đó, nhưng mà Nguyên Cứu Thiên đã cấu kết với bọn yêu nghiệt của Tứ Phương Môn, hắn là công địch của Võ Lâm, ai cũng muốn giết hắn được. Ta với vai trò của chủ bổn môn, có lý nào khoanh tay đứng nhìn chứ? Nhưng mà... Thôi được rồi, đứng dậy đi. Còn chuyện nên xử lý Nguyên Cứu Thiên như thế nào, tự ta sẽ có cách, để không cần lôi thôi nhiều lời. Đại bổ à, ta cho đệ biết sự thật, hôm nay Nguyên Cứu Thiên không có tới điểm hẹn đâu. Quên ấy không đi. Chuyện xảy ra hôm nay ta tạm tha cho đệ, cho đệ đoái công chuộc tội. Nhưng đệ phải giúp ta mang lá thơ đi, tiếp tục hẹn Nguyên Cứu Thiên gặp mặt. Đệ có hiểu không vậy? Dạ hiểu. Đi đi. Tiểu tử thúi, cho dù ngươi lém đỉnh cỡ nào cũng khó thoát khỏi bàn tay của ta. Hình Nhi, Hình Nhi, Hình Nhi. Sư đệ, đệ tỉnh rồi à? Đại ca, là ta đây. Không sao đâu, vừa rồi chắc là đệ gặp ác mộng. Chỗ này là Đợt Kiếm Sơn Trang, mọi chuyện đã qua đi rồi, đừng suy nghĩ nữa. Hình Nhi chết rồi. Nó chết rồi. Con gái cưng của ta, nó đã nhảy xuống vực sâu rồi. Đại ca, mình nói với đệ đi, đây có phải là sự thật không? Có phải là sự thật hay không? Tư đệ, thì chúng ta không muốn tin đây là chuyện có thật, nhưng đệ phải đón nhận sự thật, Hình Nhi đã thật sự bỏ chúng ta mà đi rồi. Nếu ta biết trước như vậy, ta sẽ không ích kỷ. Nếu như ta cho phép Khiếu Thiên lấy Hình Nhi, sẽ không xảy ra bi kịch như ngày hôm nay. Tư đệ, tất cả mọi chuyện là lỗi của ta, đệ có trách thì trách ta đi, trách ta đi. Không, tất cả đều là do Nguyên Khiếu Thiên hại.
Chính hắn đã hại chết Hình Nhi mà. Chính hắn đã cướp mất con gái của đệ đi. Mọi chuyện là do hắn gây ra. Nếu như hắn đã chết đi, tại sao còn làm ra những chuyện như vậy chứ? Cho dù đệ có biến thành ma, đệ cũng không tha cho hắn đâu. Tư đệ, đại ca. Nói như vậy, lá thơ lần trước chắc Hiếu Thiên đã nhận được rồi. Đúng vậy, tiểu sư tỷ, đệ đã đến đó coi lại, lá thư không còn ở đó nữa. Nhưng mà lần thứ hai đệ mang thơ tới, rốt cuộc không chờ được nhị sư huynh xuất hiện. Như vậy là sao? Huynh ấy nhận được thơ nhưng không tới điểm hẹn. Tại sao đến giờ vẫn không có chút tin tức? Nếu như Khiếu Thiên có nỗi khổ gì không muốn đến gặp chúng ta, nếu chúng ta quá nôn nóng sẽ hư chuyện thôi. Ta nghĩ hay là vậy, ta muốn tiếp tục cho đại bổ liên lạc với Khiếu Thiên. Ta tin chắc sẽ làm được. Chỉ cần ta có lòng kiên trì, sớm muộn cũng gặp được Khiếu Thiên sư đệ thôi. Ngâm Hà, nàng yên tâm đi, ta nhất định hoàn thành tâm nguyện của nàng. Thủy Hàn, đa tạ cha. Đáng chết, tên gian tặc này mày mưu hại chết vậy sư huynh. Vậy mà hắn còn dám dùng chiêu trò này để qua mặt tiểu sư tỷ. Ta thề không cho ngươi được toại nguyện đâu. Sớm muộn cũng phải lột mặt nạ của ngươi ra. Sư phụ, võ công của đại bổ thấp kém, đầu óc ngu đần, thú thật là con không biết phải làm sao mới có thể bảo vệ an nguy cho tiểu sư tỷ. Sư phụ, nếu sư phụ có biết chuyện này, xin người hãy hiển linh dạy cho con nên làm thế nào để con có thể hạ sát dịch Thủy Hàn để thanh lý môn hộ. Là huynh, trưởng môn sư huynh. Tất nhiên là ta rồi. Không lẽ đệ thật sự cho rằng sư phụ chết đi sống lại vậy để nên xử lý tên nghịch đồ này hay sao vậy hả? Huynh, đại bổ à, ta thật sự không thể nào ngờ kinh thiên kiếm pháp của chúng ta ngang nhiên lại có một đệ tử tốt lòng trung thành như đệ đây. Nếu như sư phụ với kia thật sự biết được chuyện này, người sẽ thấy an ủi. Chỉ tiếc là cho dù bây giờ đệ có xin sư phụ hiển linh hay cầu Bồ Tát phù hộ cũng đã muộn rồi đệ à. Không ai có thể cứu đệ được đâu. Mình định làm gì? Ta định làm gì hả? Nếu như đệ mong nhớ sư phụ như vậy, ta sẽ toại nguyện cho đệ đưa ngươi đến suối vàng hầu hạ sư phụ chứ gì. Ha 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 ha.